không 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 phải không phải không có liên quan. Ngoài cái đó là cho phần của Tiền Hồng Loan là gửi về thị Bến Cát. Bến Cát là ở đây có 4 phường, 5 phường thì nó chia đều ra những 4 phường chứ không phải là phường một phường này đâu. Xã Phú Hòa rồi phường bên đây nữa, rồi phường bên đây nữa. Mấy tháng rồi. Đúng rồi. Nhiều lắm. Hôm nay giờ nó có bao nhiêu người đâu? Cái này là phát về bên Mạnh Thường Quân. Có hạt là bao nhiêu? Có chỉ có 200 phần thôi. Một chút là bạn xuống thì bạn có bạn gạo. Mai, 7 giờ rưỡi đi. Có gì? Gạo ngon nha, đồ ngon không à, chứ không phải đồ ăn. À, vâng, chào mọi người nha. Thì khán giả ở đây thì tẩm xíu gạo nha mọi người. Chuẩn bị nha, khoảng 3 giờ là đi xong niêu nữa. Tinh thiếu xong về sẽ là phát cho bà con 7 rưỡi ngày mai nha. Và 7 rưỡi ngày mai thì ở đây có chương trình là của bên nghệ sĩ Vũ Luân với lại gia đình của Hồng Loan xuống làm lễ từ siêu cho một năm. Thì mọi người thì đến xem. Cũng như là ngày mai. Ngày mai. Hai chỗ là bên đó bên đây luôn. Mà bên đây là của quận 5. Rất là đông khán giả luôn rồi. Khán giả ngồi đây đợi xíu luôn rồi. Là được là bao nhiêu ký thôi? Hai sao? Mười mấy ký? Mười mấy ký hả? À? Thì em chỉ nghe. Bao là mười mấy ký hả? Gạo gạo ngon nha. Gạo ngon. Gạo nhất. Em chỉ nghe nói là cho người một bao gạo chỉ cho dầu ăn mà trong cái bao gạo đó em không biết bao nhiêu ký thôi. Nghe nói chia sẻ cũng mười mấy ký. Mà bà con người ta ngồi người ta đợi. Ủa nhịp nó nêu chắc đi in phiếu rồi quá. Đúng rồi, in phiếu rồi. Chắc có lẹ rồi. Chắc đi in phiếu rồi. Cô chú anh chị ngồi đợi một xíu đi, ảnh về là con chỉ ra, con chỉ người đó là cô chú lại hỏi là có hết, là ví dụ là có, là có phiếu hết, người hết xếp hàng đó là có thôi. Trời ơi, sáng chỉ đi xuống quỹ ban đi xuống dưới khỏi có đi hỏi 4-5 chỗ không có gì hết trơn. Quỹ ban nói bà sao cô nói là qua viên ở trên này có chuyển phiếu xuống đâu mập hết. Bây giờ mấy cô trở về trên qua viên đi, tại vì đói bụng quá đi bà đó, tôi không biết chạy xe xe đạp không biết làm nữa. Có gian bà đó 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 bà mới đi chở đi. Rồi bà nói thôi về chị ơi, về mấy cho ông chồng ông bệnh rồi ăn cơm. Rồi giờ mưa nè ông chồng ông đi, ông bệnh ông đi không nổi nữa đó. Hộ nghèo của địa phương nhưng mà không có luôn. Có nghèo là mới có. Bởi vậy mình vô hỏi người ta nói không có luôn. Ta nói à, ta trả lời vậy nè, mấy người làm ở trong quỹ ban luôn á. Ta nói à, mấy cô trở lên qua viên á, à, mấy cô xin à, chứ nói qua viên chuyển phiếu xuống đây không có đâu. Còn nói thiệt với cô là không có đâu. Rồi mấy bà kia cũng vô hỏi, người ta cũng trả lời vậy đó. Rồi đi về nhà. À, thế là cuối cùng là cái thông tin mà chuyển xuống là phiếu xuống ủy ban nó là cái thông tin sai rồi. Sai rồi. Tất nhiên là ở dưới quỹ ban người ta trả lời với mình là ở trên qua viên có đâu. Chính cô đi vô hỏi người ta luôn mà. Thế là các thông tin thế này mà bảo là đưa vào đưa sai. Mấy bà đi xuống dưới đó đi, mấy bà ở trên qua viên này đem xuống dưới hết rồi, chuyển xuống dưới rồi, xin rồi bắt đầu lên rồi mới lãnh dạo đi xuống dưới hỏi cho người ta trả lời không có. Nè tôi không có, tôi nói thiệt xe đạp tôi còn không biết đạp nè, tôi có gian bà này ra bà này cho tôi có gian tội nghiệp bả đó, bả chạy đi bả kêu đó. Như bữa hỏi cũng vậy, ở bên kia người ta bố trí đó, người ta nói cho 20 ký nhưng mà cô đi chinh được có 5 ký thôi thì mình còn cảm ơn trời, giờ bà con ngồi chờ lấy phiếu gạo luôn rồi. Khổ mà ở đó cầm gì nói nghe, người ta cho 20 mà mình thấy mà khô một miếng cũng một quý nè, nó bả về bả cũng nói mới đi lại xin được không chứ. Lúc khó khăn là một được tính quý. Con nói thiệt mà cô khó khăn hả, cho cô một ký cho tôi cũng lấy. Nói thiệt cái đó con có thật mà. Nhưng mà ký cũng mừng vậy trời, mà đi loại bộ tôi cũng đi nữa nhưng mà nhờ người ta cho có gian. Khi phạm các cô đến này ạ, các cháu là bảo là cái thông tin là
Nghe hỏi bác coi ổng già ổng bệnh không, có nói kháng cả không, người ta cũng trả lại cho biết không. Thì các cô bảo là phải lên ủy ban, là lên trên ủy ban là trên ủy ban trả lời hả? À, không có. Vâng, tức là những cái thông tin đấy là không chính xác. Mình chỉ là nói cụ thể là cái chứ. Chính là cô đi luôn mà cô lên đến cô hỏi người ta trả lời vậy đó. Người ta nói vậy mấy cô trả lời ra riêng đây. Đó, cái nó thôi chứ ngày đó cũng có bệnh đó rồi. Đi nửa đường còn bác không có cho bây giờ thì nghĩa là mình tập quấn đồng hành với anh Hiếu thì các chị cố chơi một tí anh Hiếu quan cao thì phải tâm thần tôi khổ lắm nhưng mà thấy cô bây giờ nói chung là đi xin này là ai cũng khổ mà tôi mới đi đúng rồi ạ. Tôi nghe mà tôi không nói cô không biết chạy xe như người ta như cô đi vậy nè, ví dụ như cô đi thì bán bó số cô bỏ người ta làm cũng giống như mỗi người hỏi người ta làm người ta lấy lợi đó không đi lấy 50 giấy số rồi bán ví dụ khác kè lợi mẹ người ta thấy người ta thương á cô đi đâu vậy xong cho cô có dân thì nói thì người ta cho có dân còn không là cô bỏ cái này cái chợ bây giờ mình sẽ quay một vòng nữa cho mọi người xem ha. Hiện tại thì ở Quê Viên này là rất là nhiều bà con đến đây để mà nhận phiếu gạo mọi người ha. Rồi nhịp số nhiêu cho em người ơi. Hey, bên bên là sao? Bên 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 6 phiếu. Đã thấy ok. Ừ. Mày nhớ nha, rồi tới bên đây. Ủa, ấy đâu xếp hàng đâu ta? Để kêu mấy người kia vô nha. Em kêu ai vô đi? Vô vô.